mình chỉnh thế này nét nhất rồi cái gì ừ. rồi sẵn sàng <laughs> thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em À, thật là vui hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong một bài giảng mới. Các bạn và các em thân mến, hôm nay thầy chính hướng dẫn cho chúng ta phần ôn tập giữa kỳ 1 toán 12 theo uh, cấu trúc uh, chương trình đề mới. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các cái câu hỏi uh, bài toán thực tế hay gặp ở trong phần uh, ứng dụng đạo hàm, khảo sát hàm số các em nhé. Uh, như các bạn và các em đã biết thì theo cái cấu trúc uh, chương trình mới đúng không ạ? Uh, cả ba bộ sách cũng như là theo cấu trúc của đề minh họa đã uh, hướng dẫn thì uh, các em có thể thấy rằng năm nay cái phần toán thực tế của mình sẽ chiếm uh, một cái tỷ trọng tương đối là lớn, có thể nói là tương đối là nhiều từ khoảng hơn 50% 50 cho đến 60% chúng ta có thể thấy điều này. Đấy bởi vậy cái việc không chỉ là chúng ta phải nắm bắt các kiến thức cơ bản thôi đâu em có thể thấy mà cái việc chắc cơ bản thôi là chưa đủ mà chúng ta còn phải tìm tòi và thành thạo các dạng toán thực tế và có thể thấy rằng là nhiều bạn rất là sợ dạng toán này rất là sợ cái này thực ra có nhiều bài rất là quen thuộc thôi nhưng động đến là sẽ không làm được đó có nhiều lý do cái thứ nhất là có thể là kiến thức của các em chưa chắc về mặt cơ bản mà các em chưa nắm vững cái thứ hai là các em ngại đọc đề đọc đề thấy rất dài xong thấy vạn sự khởi đầu nan xong bài khó bắt đầu nản à, gian nan bắt đầu nản thế là thấy bắt đầu là, 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 là dài là sợ là bỏ luôn là không làm đấy và có cái thứ ba nữa đó là cũng có thể là những cái bài cơ bản thì các em có thể làm được nhưng khi mà chuyển sang các cái khác đi một tí thì bắt đầu là thấy là 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 có vấn đề hiểu không tức là cái nào mà giống giống quen quen ấy à thì làm được nhưng bắt đầu đổi đi một cái là bắt đầu là không xử lý được à đấy tức là về kỹ năng đọc hiểu phân tích của chúng ta ừ. cái chỗ phân tích các cái dạng mới là chúng ta thấy là cũng hơi lúng túng à đấy và cũng có một cái nguyên nhân nhỏ nữa là trong quá trình học thì các em không ôn đúng trọng tâm cái dạng này hoặc là có thể các em các kỹ năng còn yếu người ta có thể làm ra rất nhanh nhưng mà mình cũng biết làm đấy nhưng mà mình làm rất lâu dẫn <laughs> làm rất lâu, thế nên dẫn đến là không có không, nó bị tốn nhiều thời gian. đấy, cái thứ ba thì muốn nhấn mạnh là về cái cái kỹ năng là không có Thế nên là làm cái này đọc đề đã dài rồi đúng không? Ừ và kỹ năng không có Thế là làm nó là chậm, nó là cái vấn đề là, 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 là đấy nó nó lâu ở chỗ ý nữa. Ừ. nên để giúp cho chúng ta phần này được ok nhất thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần uh, uh, ôn tập này của thầy. Thầy hy vọng rằng sẽ giúp đỡ cho chúng ta thêm thật nhiều các kinh nghiệm. Các em nhớ nhé. Đó. Rồi. Bài giảng đang được phát uh, trực tiếp ở trên uh, page của Tuần Xe Huấn Bảy cũng như phát trên Youtube. Các em nhớ chia sẻ bài về vì đây là một trong những bài thầy có thể đánh giá là quan trọng nhất. Đó. Quan trọng nhất. Uh, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ngừng khoảng là 5 giây. Thầy sẽ uh, chia sẻ về... Uh, chúng ta giúp thầy chia sẻ về các nhóm và các bạn giúp thầy nhé. được chưa rồi rồi các bạn và các em chúng ta sẵn sàng chưa? À, bây giờ chúng ta đến với các câu hỏi đầu tiên mọi người nhớ chú ý giúp thầy trong bài này thầy giúp cho chúng ta uh, nhắc lại các cái bài thực tế quan trọng và dùng để ôn giữa kỳ kể cả thi rồi hay chưa thi thì cũng đều phải học nhé vì phần này cuối kỳ cũng vẫn sẽ lặp lại và thi trò phổ thông quốc gia thi đánh giá năng lực tư duy cũng sẽ gặp rất nhiều <laughs> nhớ chưa nên không có gọi là thừa bao giờ cả đâu nhé phần này chỉ có thiếu thôi không có thừa đâu Nhớ chưa? Đó. Và ở đây thầy chỉ tập trung trọng tâm vào bài toán thực tế, còn các câu hỏi cơ bản khác thì mời cả lớp xem các bài giảng trước đó cũng như là các thầy cô khác cũng đã giúp đỡ cho các em và các em cũng đã luyện đề nhiều rồi. Nên các cái phần đơn giản bình thường ấy thì chịu khó làm đề nhiều là được. Lưu ý, đó. Chúng ta sẵn sàng câu hỏi đầu tiên của chúng ta trong phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Ở đây chúng ta biết là mình sẽ có 12 câu Kem sẽ đọc đề từng câu một Thứ nhất, một vật chuyển động theo quy luật Sì bằng âm 1 phần 3 T mũ 3 cộng 6 T bình với T là dây T là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động Sì đơn vị là mét, quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó Hỏi, trong khoảng thời gian 7 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, tốc độ lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu? Rồi rồi, một trong những câu hỏi gặp nhiều nhất đó chính là vận tốc. Được chưa? Bài toán chuyển động. Được chưa? Ở đây chúng ta chỉ cần nhớ duy nhất một điều, đó là bài toán cho phương trình của quãng đường rồi. Vậy, đây là cái hay gặp nhất này. Ta chỉ cần đạo hàm một lần của quãng đường thì sinh ra vận tốc. Vậy chúng ta sẽ có V bằng S T là xong. Rồi đó. Vận tốc chính là đạo hàm cấp 1 của quãng đường theo thời gian. Ta đóng khung kiến thức đầu tiên vào cần phải chốt. Cái này gặp nhiều lắm, được chưa? Mà cái này là dạng dễ nhất. Cái dạng này là dạng dễ nhất rồi. À, dễ nhất rồi, không có cái gì dễ hơn nữa. Ok. Đó. Rồi, vậy bây giờ cả lớp chỉ cần phải nhanh ra là xong. Vậy V bằng um, T mũ 3 33 là hết rồi, như vậy là trừ T bình cộng với 12T. Sau đó, tốc độ lớn nhất, tức là chúng ta đang cần tìm V mắc. Đến đây, chúng ta xử lý như nào cho nó nhanh? Chỗ này nghe kỹ, thầy đặt câu hỏi. Chỗ này phải tự mình suy nghĩ, xong đó thầy sẽ uh, check và bổ sung cho. Chứ chỗ này không phải là cứ lăm le, lăm le, xong rồi thấy chỗ nào các bạn khác làm thế nào, thế là mình cứ không hiểu gì cả, cứ đâm bổ vào học thuộc, xong chả hiểu gì, không phân tích gì, không biết. Này. Nào, đến đây nghe kỹ, thế đến đây thì mình nên làm thế nào? Dùng công cụ gì Được chưa Bạn ý có thể dùng công cụ khác Nhưng mà mình có khi lại phải dùng cái khác Cái này không ai làm giống nhau cả À Thế ở đây tôi bày cho các em Chúng ta có Hai cái cách làm như thế này Một Là đạo hàm phát nữa Được chưa nhỉ Một là đạo hàm phát nữa Hai là bấm máy tính Đó Chỗ này thì May là máy tính nó cũng có lúc nó vẫn trợ giúp được À Thế nên cách một Đạo hàm phát nữa Ghi ở vở nhé Đạo hàm phát nữa Đạo hàm phát nữa Đúng rồi Thì bây giờ tìm Vmax Chả đạo hàm phát nữa Còn gì nữa V bằng uh, V phẩy bằng trừ 2T cộng 12 Chỉ cần cho thằng này bằng không một phát là xong Thì chúng ta nhanh chóng có được T bằng 6 Và uh, Chúng ta khảo sát uh, Chúng ta có thể xét dấu một chút Thì đây là 6 này Bài này T dương đúng không T, T không thể âm được T dương Xét dấu ta sẽ thấy ngay Đây là âm Đây là dương Nên là nó sẽ đi lên qua đây này nên đây tại 6 là V mắc luôn Cả lớp thay 6 vào là xong Đấy là cách đơn giản nhất Nhưng mà theo thầy ấy, Về sau á, thôi tốt nhất là nếu mà em ra 6 này Thầy mời em khoanh Em thay 6 luôn giúp thầy Tại vì thông thường theo kinh nghiệm ấy Nếu mà ở sữa nó chỉ có một nghiệm thôi mà cái đồ thị thì nó lại úp xuống như thế này rồi Thế nên là cũng chỉ có một cái mắc ở giữa thôi Chả có ai đỡ đâu Thế nên về sau theo kinh nghiệm thì Em đạo hàm phát thứ hai Xong em thay luôn giúp thầy về em đi về Thế ra 36 Xong Thế còn cách thứ hai Cách thứ hai nhé ừ. Cách thứ hai Thì mình ra được cái V này rồi Thì thầy mời cả lớp chúng ta sẽ bấm Chỗ này mà ai thích bấm thì thầy chỉ cho Thực ra nó không khó nhưng mà các em phải luyện tập nhé Đây. Cách thứ hai là bấm cho thầy Menu 922 Cả lớp ghi okay. 1922 Được chưa Hay là menu 922 Thầy thấy là dùng cái này rất là nhiều nhé đó, dùng menu 922 Sau đó bắt đầu chỉ cần nhập A bằng âm 1 B bằng 12 và C bằng 0. Đó, ta chỉ cần ấn ra một phát bằng bằng thì máy tính sẽ tự đọc cho chúng ta V max bằng 36. Các lớp thử xem và xem. Xem có đúng không? Được chưa? Bấm thử thì biết, được chưa? Chỗ này mình tự tay mà làm đi, được chưa? Mình đừng trông người khác làm. Mình không làm đi thì mọi thứ nó vẫn chỉ là ảo tưởng thôi, được chưa? Mình bấm thử sẽ thấy. Mình bấm menu 922 mình nhập đầy đủ cái này vào thế là mình cũng sẽ thu được 36. Nếu mà thầy mà làm có, khi thầy cũng bấm luôn thế này này chốt đáp án b đi về thế là xong thì nó chính là đỉnh parabol cái đỉnh parabol này ta học từ năm lớp 10 rồi thế thì mình đỡ phải trừ b trên 2 a trừ delta trên 4 a thì cái này cũng sẽ giúp cho các em nhanh hơn nói chung là vẫn nhanh hơn chứ cũng cũng không phải là có gì gọi là sai trái gì cả nên những bạn nào học yếu ta học thuộc cho đầy đối với hàm bậc 2 thì cứ đấy tìm cái đỉnh parabol nhanh thì cứ dùng cái này ghi vào vở nhanh nhất Về sau em sẽ thấy nó có tác dụng đó Bây giờ tương tự chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi thứ hai đó. Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga Quãng đường theo đơn vị mét Đi được của đoàn tàu là một hàm số theo thời gian T S bằng 6T bình trừ T mũ 3 Tìm thời điểm T Vận tốc đoàn tàu tốc độ lúc đó là lớn nhất Rồi Vẫn là cái câu ý Đấy bây giờ thì làm nhanh hơn rồi nhá Bây giờ chúng ta có kinh nghiệm rồi thì chúng ta chỉ cần làm nhanh luôn bằng cách đó là đạo hàm hai phát là xong bây giờ chúng ta chỉ cần đạo hàm hai phát là xong xong rồi đấy bạn nào chúng ta đạo hàm nhanh thầy rồi xem t bằng mấy nào xin mời bây giờ thì bạn chỉ cần đạo hàm hai phát là xong không có gì thắc mắc nữa đúng chưa đó chúng ta ra t bằng mấy đây phát thứ nhất Được chưa ạ? Phát thứ nhất S phải bằng uh, Cái này đạo hàm ra là 12T trừ đi 3T bình Phát thứ hai à, uh, 12 trừ đi 6T cho bằng 0 Rồi nhẩm ra rồi nhé T bằng 2 giây rồi, theo kinh nghiệm thì cái ông này là âm này Như vậy là đỉnh parabol trong chuyện này Parabol hướng xuống nên đỉnh này chắc chắn là mắc rồi Không thể sai đâu được Được chưa? Khỏi trình bày Tại vì chúng ta học sơ đồ uh, vẽ nhanh rồi phát thảo nhanh rồi nên chúng ta biết thừa là t bằng hai answer c sao đó rất là nhanh chúng ta hiểu ý của thầy chứ đó answer c đúng không ừ. c chọn toàn c đó thế là ta chốt nhá câu hỏi số 3 có hiểu được không ạ mọi người có hiểu không ừ. tương tự đúng không có gì khó đâu ừ. có sợ nhanh không thế này là quá chậm rồi còn nhanh gì nữa đúng không câu 3 bắt đầu những cái câu này sẽ gặp rất nhiều ở trong đề đấy Mọi người lưu ý Đó Rồi, câu hỏi số 3 Chúng ta nghe thầy đọc kỹ đề đã nhé ừ. Sau khi phát hiện một dịch bệnh Các chuyên gia y tế ước tính rằng Số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện Bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ T Được cho bởi phương trình FT bằng 15T bình Trừ T mũ 3 theo kết quả khảo sát các năm vừa qua. Uh, nếu xem F'T là tốc độ truyền bệnh người trên ngày vào thời điểm T, thì ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn nhất hỏi số người nhiễm bệnh là bao nhiêu? <laughs> một câu hỏi rất là quen thuộc. Đọc đề thấy quen rồi, được chưa? Cái bài trước là bài toán chuyển động, còn bài tê, bài này là bài toán tốc độ truyền bệnh. <laughs> tốc độ truyền bệnh. Rồi. Thực ra thì hai cái bài này là một. Tại sao? Vì có cái từ tốc độ. Đây, gạch chân đầu à đây rồi rồi ơi tốc độ tốc độ truyền bệnh lớn nhất chả khác gì hỏi vận tốc cực à, vận tốc mắc cả không khác gì vậy kia cả nên nên do nhìn thấy cụm từ tốc độ nên xuất phát từ phương trình của SC ở đây thì người ta không cho quãng đường đúng không người ta sẽ phải cho em biểu thức để tính số người nhiễm bệnh nhưng em vẫn cứ tuân chỉ theo cách thầy hướng dẫn đạo hàm mấy lần hai lần là ra thế thôi nó cùng chung một kiểu thôi chả có gì cả à, Đúng không ạ? Ừ. cùng là tốc độ Chả khác gì nhau cả Cùng là tốc độ Bây giờ hỏi tốc độ cực đại thì cũng Thế không khác gì nhau cả Rồi như vậy chúng ta rất nhanh chóng Chúng ta sẽ có Trông vào cách thầy phân tích và hướng dẫn mà làm nhá Còn chỗ này các thứ trình bày thế nào Rằng thì là mà ai không Chỗ này tôi không quan trọng lắm Tôi chỉ cần hiểu bản chất chỗ này và làm nhanh thôi Còn à rằng thì là mà gì đấy thôi Về nhà mà thể hiện ra lớp mà thể hiện hoặc tí nữa tua xem lại sau nhá. Ừ. Quan trọng bây giờ là kỹ năng tốc độ, được chưa? Đó. Như vậy f't à 30t trừ đi 3t bình phẩy phát nữa, được chưa? f2,t à 30 trừ đi 6t nhẩm rất nhanh đó là t bằng mấy ạ? t bằng 5. Đây là ngày thứ 5. Từ từ. Bây giờ đề hỏi bây giờ thay cái 5 này vào đâu? Nghe kỹ này. Bây giờ thay vào đâu? Nếu bây giờ em vội em em thay vào cái chỗ F phẩy này là em sai đấy Đề đang hỏi em số người nhiễm bệnh bao nhiêu Em phải thay trở lại vào cái FT ban đầu này Vì biểu thức tính số người nhiễm bệnh là FT Còn tốc độ truyền bệnh mới là F phẩy T Đạo hàm là cho biết tốc độ biến thiên Của cái hàm số Đúng chưa ạ? Theo cái đối số X ừ. Thế nên là phải để ý kỹ xem nó hỏi khi gì Nếu mà thay lung tung là bạn có thể chết luôn nên em đừng em đừng 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 thay vào đây nhá, đừng có thay 75, một số đứa sẽ thay vào f t thì 75 sẽ là sai đây này. Sai, đây chọn D sai rồi con, biết ngay thầy biết ngay kiểu gì con ra 75. Được chưa? Con phải tính lại, được chưa? Tính lại 250. Con phải đọc đề cho kỹ, cái khó nhất ở trong mấy cái dạng này là gì con biết không? Ừ. Thứ nhất là phải đọc đề và phân tích đề cho nó hiểu đã. Bước hai là phải thiết lập ra cái hàm mà người ta yêu cầu tính. Là cái hàm gì? Phải đọc chúng cái chỗ mà đề đang yêu cầu là cái gì Thay nhầm chỗ rồi, được chưa Lúc đó số người nhiễm bệnh là bao nhiêu Nó có hỏi tốc độ lúc đó là bao nhiêu người nhiễm bệnh trên một ngày đâu Đúng không? Ừ, đấy, được chưa Thay vào đây Đúng chưa, chỗ này nhầm bằng mồm Biết này, 15 nhân với 5 bình trừ đi 5 mũ 3 Lấy máy tính ở bấm chưa? Đấy, động tay vào mà làm Dễ chưa? Đấy Lừa cả rồi, chết rồi con Không, trời ơi Cái đồ ngốc con ra 75 nhưng ý bài này con đừng Bài này nó có hỏi vận tốc cực đại không? Nó có hỏi vận tốc mắc không? Nếu vận tốc cực đại lúc này thì sẽ là mắc là 75 Ừ 75 Nhưng nghe kỹ Vào ngày thứ T Khi mà tốc độ truyền bệnh lớn nhất Hỏi lúc đó có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh <laughs> Ui giời ơi em ơi Em cảm thấy em lại bị lừa rồi Em đọc đề kỹ vào số người nhiễm bệnh được tính theo biểu thức đầu tiên Được chưa Em nghe kỹ chưa Ừ thì thấy biết là thay vào ra 75 rồi Đây thấy, thấy biết thừa đây rồi Nhưng em phải đọc hai câu khác nhau Thầy lừa ấy. thầy làm là một chuyện Được chưa Đây là F phẩy Được chưa, F phẩy thì mắc thì là 75 Đây 250 Khiếp, sợ quá Được chưa Tính toán thì nghe cũng không khó đâu Nhưng mà tính có đúng không thôi Tính nhầm là chết Được chưa, nghe kỹ Ở đây thực ra bạn thích kẻ bảng hay không Tội chả quan trọng Thầy vừa nói rồi, có có giải ra có một nghiệm T bằng 5 thôi chỉ có nó là còn ai nữa ở đây em không kẻ bảng trái làm gì em cả nó cũng không nó chả sao nếu em tư duy nhanh giống như thầy tại vì em biết thừa là đồ thị úp xuống cái này là úp xuống này úp xuống thì chỉ có thể là có mắc thôi ừ. úp xuống là đã có mắc rồi như vậy là em biết thừa rồi. em tư duy nhanh thì cái việc mà em vẽ ra hay không ở đây thầy không quan trọng lắm tại vì em biết là úp xuống thì nó phải có mắc rồi Đấy, đấy là lý do bạn phải học rất là chắc các cái kỹ năng kinh nghiệm những bài đầu tiên. Còn nếu không cứ phải vẽ ra nhiều bạn mới nhìn thấy. Không sao đúng không? Bạn cẩn thận bạn cứ làm bình thường, tôi chả bảo gì. tôi chả bảo gì. Nhưng quan trọng là bạn đừng lấy cái vẻ nhau này thế thôi. Được chưa? Bạn đọc đề cẩn thận thôi, trượt tại bạn thôi. Được chưa? Mắt mũi kèm nhèm thì tại bạn thôi. Chúng tôi gần này tuổi còn chưa chắc đã kèm nhèm. bạn trẻ khỏe mà bạn còn kèm nhèm được nữa thì thì còn nguy hiểm nữa, được chưa? Đọc đề cho nó kỹ vào. Đó câu 4, nào bây giờ chuyển sang cái dạng này u dạng này hay thi lắm này được chưa bài toán uh, bài toán cung cầu bài toán tăng giảm giá được chưa bài toán tăng giảm giá bài này thầy thấy hay đây là một bài rất đặc trưng nhé rất hay hỏi trong đề thi đó là bài toán tăng giảm giá nào thầy ghi cái phân dạng ra đây rồi các em nghe kỹ phương pháp một công ty bất động sản có 40 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 3 thôi cả lớp ghi hộ thầy chỗ này là 3 triệu đi. 3 triệu nhá, chỗ này là 3 triệu cho nó dễ. Rồi ok. Giá là 3 triệu đồng một căn thì mọi căn hộ đều có người thuê, biết rằng cứ tăng thêm giá mỗi căn này là 100k một tháng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải thuê căn hộ với giá bao nhiêu? Rồi. Cái câu này thực ra ở trong sách ý, nhiều lắm em em xem ở trong sách sách nào cũng có được chưa sách nào nó cũng có cái bài này à bây giờ bài này nghe thì quen đúng không ừ. bắt đầu làm thì lạ lắm nào bắt đầu làm đi xem đáp án bao nhiêu được chưa nghe thì quen thôi ừ nhưng mà làm thế nào á em thử soi gương lại mình đi được chưa xem có chắc là biết làm không được chưa? chưa tôi không dám đảm bảo là chắc là em biết làm luôn đâu được chưa ừ. nghe thì rất quen đúng không? Ừ. Rồi, với những bài toán tăng giảm giá này các lớp tuân thủ cho thầy đúng nguyên tắc bốn dòng, được chưa ạ? Đó, đúng nguyên tắc bốn dòng. Chỉ bốn dòng thôi, nhớ chưa? Các cái khác có hay không không quan trọng. Nghe tôi dặn, được chưa? Thầy đã thành lập cho em dàn ý đây rồi, em chỉ điền ra lóc thịt và là xong, dễ lắm. Được chưa? Cứ những bài này cứ đúng nguyên tắc bốn dòng. Được chưa? Đó. Dòng 1. Dòng 1 thầy chỉnh lại độ sáng được không? Ơ cái này nó hơi bị ấy một tí cái lớp cố gắng mà nhìn nhá. Đó. Để thầy xem xem có thể sáng hơn được không? Cái này là nó 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 nó, 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 nó hơi ấy một tí, được chưa? Để xem có cách nào mà nó sáng hơn được nữa không? Cả lớp nhìn thử hộ thầy xem nó có liệu có sáng hơn được nữa không? Được chưa nhỉ? Đó có rõ hơn tí nào không? rồi ok nhá đó cái này là bắt đầu nó nó nó, nó uh, dạy lâu rồi bắt đầu nó, nó bắt đầu nó mờ dần <laughs> nó mờ dần rồi đến lúc nó đòi tiền rồi đấy chưa đến lúc bắt đầu nó hơi đòi tiền rồi vẫn mờ à đấy chưa đến lúc nó đòi tiền như thế này chưa à, được chưa nhỉ Thật kinh khủng à, Chắc nó chỉ nhìn được thế thôi Chúng ta nhìn đi xem được chưa Nó chỉ nhìn được thế thôi Được chưa Xong nhá đó Thôi chắc vẫn đọc được Các em cứ nghe thầy đọc đề cho tôi dễ chưa? Yeah. Rồi ok <laughs> hay là tắt đèn bớt nhỉ nó có sáng hơn tí nào không nhỉ chúng ta nhìn thấy liệu nó có sáng rõ hơn không có sáng rõ hơn không nhỉ thầy thấy rõ thế này mà nhỉ đó sao thầy nhìn thấy rõ thế này mà Để Nào xem nào Rồi Quá nhỉ sao tôi thì Tôi nhìn rõ thế này mà để bạn nào bảo không nhìn thấy gì Úi số có mà mắt kiểu gì ấy chưa Thầy nhìn rất rõ nha đấy chưa Cả lớp cố gắng mà nhìn thấy chưa Thầy nhìn rất rõ Nào ok chưa Chưa Cố mà nhìn nha Úi dối nhìn được Số cái gì mà khó đâu mà Không thầy vì thầy phải đứng thế này cho nó rõ thực ra là thầy cũng đang định muốn dạy theo kiểu là dạy theo kiểu group học các em học theo kiểu zoom các thứ ấy. nhưng mà uh, trên đó thì uh, nhiều khi mà thầy thấy mình quen với kiểu này hơn nhiều khi mà ngồi trên đó nó nó không được tự tin <laughs> ngồi chỗ đó nhiều khi nó kiểu không được thoải mái thế nên là thầy tuy đứng thế này nó có hơi mỏi chân một tí nhưng mà thôi thầy quen kiểu này rồi Mà như thế này thì thầy sẽ trình bày cho nó được gọi là rõ nét hơn nó trình bày này nó sẽ được ấy hơn được chưa? tuy hơi mỏi chân tí nhưng mà thế này nó sẽ rõ mà các em cũng trông được thầy rõ hơn được chưa? tôi tôi nghĩ là sẽ hiểu bài hơn rồi tôi vừa nói đến cái gì ạ? đó nguyên tắc bốn uh, dòng được chưa? đó nguyên tắc bốn dòng dòng một nhé, ừ. theo kinh nghiệm bài này thì dòng 1 ta sẽ gọi x đi là cái uh, số lần mà họ uh, tăng giá Gọi x là số lần tăng giá 100k. Số lần tăng giá 100k. Các em để ý này, bây giờ mình cần phải tăng xem là tăng thêm bao nhiêu lần. Đấy, thì tức là giá mới bằng bao nhiêu để cho thu được cái cái doanh thu lớn nhất đây này, nghe kỹ, đây là bài toán tối ưu. thời ra người ta gọi đây là bài toán tối ưu này. Đó, giải cấp cao nhất. Thì ta cứ gọi x là số lần tăng giá 100k Lúc này các em sẽ tính được giá mới Tập trung Giá mới của chúng ta lúc này sẽ Giá gốc ban đầu họ định đang định cho thuê là 3 triệu Thế ghi ở đây đây rồi Thì lúc này chúng ta sẽ lấy là 3 triệu Thế 3 000 cũng được 3 nghìn. cộng với gì ạ à, 100x Tại vì nó tăng giá Từ đây em sẽ tính được số căn Nó bán được Ban đầu nó có 40 căn nếu theo cái giả định này của nó Cứ mỗi lần tăng giá thì nó có một căn bị bỏ trống Như vậy là 40 chữ x Xong Lúc này chúng ta sẽ tính được doanh thu Doanh thu thì cứ nhân tiền là ra thôi Chả có gì cả Lấy số căn nhân với giá một căn Thì doanh thu lúc này chúng ta lấy 40 chữ x nhân cho gì ấy nhỉ 3000 000 cộng 100x Rồi xong rồi Đấy nó chỉ có thế thôi các em trông cái, cái, cái định hướng dàn bài thầy làm Các em cố gắng làm theo giống như thầy nhé Đó còn các cái khác người ta làm thế nào kệ thầy cũng biết Nhưng mà thầy cứ thấy mình làm thế này rất nhanh đơn giản Đó Em sẽ gọi cho thầy x là số lần thay đổi giá Có thể là tăng hoặc giảm kệ nhé Thì giá thì tăng Thì số căn chắc chắn giảm Vì đây là quy luật cung cầu cái này giảm rồi cái kia nó sẽ tự tăng thôi Cái chuyện này là bình thường Sau em chỉ cần nhân tương ứng lại thì ra doanh thu Bây giờ doanh thu chỉ là một hàm số bậc 2 Cái này mà nhân ra thì rất dễ này. Ai làm được Nhân ra nó chỉ là một hàm số bậc 2 xong quay trở lại sử dụng 1922 thầy vừa dạy lúc nãy xong thì em đi về luôn, đấy xong luôn. Còn cái chỗ này em thích kẻ bảng hay không thì thầy trả điều tra. Chả quan trọng nữa. Đó, cả lớp hiểu chưa? Cái lớp vẫn một là đạo hàm cho thầy, hai là cho luôn vào 1922 922 xong nhẩm nhanh hộ thầy xem mắc bằng mấy là đi về luôn. ok, đấy. định hướng phương pháp là như thế. Có hiểu ý không? Đó. Định hướng phương pháp như thế. Bạn nào thích nhân ra thì nhân Ừ. Ai nhân ra của thầy không? Đây, ra bao nhiêu ạ? Đó. Ai thích nhân ra để nhân. Chỗ chỗ này có phải nhân hay là thôi để thầy nhân cho. Để nhanh. Thầy nhắc lại nhá, chỗ này chỉ là một hàm bậc 2 thôi, nhân ra này. Nhân ra thì chúng tôi có một cái hàm tôi gọi là fx nào đó đi. Thì tôi có là 4 40 x 3 thì 43 1 43 40 x 3 thì phải 4 12.000 đúng không ạ 12.000 um, Cộng với uh, 4.000 Đấy 40 x 100 400 quên sorry 400 x đúng không ạ Đó Trừ đi 3.000 x Và cuối cùng là bao nhiêu ạ Trừ đi 100 x bình Thì ở đây sắp xếp lại nhé Sắp xếp lại thì mới bấm được Đúng không Thì chúng ta sẽ có âm 100 x bình này Ở đây có này Cả lớp xem hộ thầy xem Ừm um, Ơ sao chỗ này lại 400 nhỉ? Lúc nãy chỗ này phải là 4.000 Sorry, lúc nãy mình viết 4.000 thiếu số không Rồi ok 4.000 chứ 3.000 là 1.000 X rồi Ok cuối cùng là cộng với 12.000 đúng không ạ? Đó Cả lớp giúp thầy với Đó Em bấm luôn 1, 9, 2, thầy vừa dạy nào bấm xong Rồi Chỉ có một cái mắc này ở giữa thôi Còn ai thích đạo hàm thì đạo hàm Cái này ai cũng biết rồi Chả cần phải nói lại cũng biết 120.000 á 4 3, 4, 3, 12, 12 000 À ừ, quên, sorry Tôi thử tí xem có nhận ra không <laughs> tôi thử tí xem có nhận ra không Rồi ok bấm đi Xong nhá ok Tôi, tôi, tôi thử tí thôi xem có tập trung không thôi ừ, Nhiều số không sợ quá ừ. Nhiều khi thiếu một số không thôi toay Rồi đọc hộ thầy Nào cho hai 1922 bấm ba cái này Ấn bằng bằng xong phát bằng bằng Nó sẽ tự hiện ra maxi Maximum Em em, em thử bấm vào xem ừ. Mấy nào nó chả có Maximum bao nhiêu ạ Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 5 đúng không? Xem có phải 5 không? Đọc hộ thầy kết quả nào? 5 đúng không? Đúng chưa? 5 và bao nhiêu ấy nhỉ? 5 đúng chưa? Xong nhá, mọi người kiểm tra lại giúp thầy 5. Thế thì ok rồi, cái đỉnh này là 5. Đỉnh này là 5 và cái Y giờ đời ở dưới có bao nhiêu chả biết ấy Năm chính xác rồi Năm Có một kinh nghiệm vậy thôi còn ai nữa Còn đây này em thích em đạo hàm ra nó thế thôi <laughs> Đạo hàm ra thì ra trừ 200x đúng không Cộng với 1000 Thực ra nhẩm để nó nhanh thật đấy mà X bằng 5 đấy Chả qua là em thao tác luôn đấy Thì nó tính luôn hộ em cả cái chỗ đỉnh mắc chỗ này Thì em một công đôi việc đang nào cũng chả mất công thay số đúng không Thì bấm luôn nó phải là được cả hai luôn đỡ phải làm không ừ. Ý thầy là thế à, 5 và 122 100, 122 500 122 500 Tức là 122 triệu đấy hả? Ừ 122 triệu rồi ok à, Rồi vậy giá mới lúc này Là phải tăng 5 lần 500k 3 triệu rưỡi được chưa? 3 triệu rưỡi đi về xong Ok Làm được rồi nhá 3 triệu rưỡi Hiểu ý chưa? 3 triệu rưỡi Đấy các bài khác cứ thế mà làm 3 chiều rưỡi đúng 4 dòng không hơn không kém nhớ chưa đó ở đây thì bạn nào cần đặt thêm điều kiện ý, thì em ghi hộ thầy x dương nhé x dương và không quá 40 Thực ra thì đây cũng chỉ là cái khoảng để cho mình xem xét thôi thì cái số 5 x bằng 5 này chắc chắn là thỏa điều kiện rồi chỉ cần biết thỏa là được tôi chỉ cần biết thế thôi đó điều kiện của chúng ta có thể chặn ra một chút như vậy Uh, tiếp tục được đây rồi bạn nào thích giải ra nó thế đây bạn nào cần ngắm lại cái này thầy sẽ gửi lại uh, sau cho các em nhé file chi tiết này thầy gửi lại sau cho ban chuyên môn sau sẽ sẽ gửi lại trên YouTube, uh, trên trên uh, trang sau cho các em trên youtube sẽ gắn lại cho các em sau tại vì uh, cái này là, là 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 nó 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 nó, nó phải đợi giải xong thì nó mới có được <laughs> đó ít bằng năm nhé để xong rồi đấy ừ. rồi ok 3 triệu rưỡi của em đấy, chưa? Rồi ok. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ 5. À, một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời VT phụ thuộc theo thời gian uh, VT bằng trừ T mũ 4 cộng 24T bình cộng 500 m trên giây Trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 giây chất điểm đạt tốc độ lớn nhất tại điểm nào Làm tròn đến hàng đơn vị Rồi cả lớp Câu này là lại quay lại cái, cái 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 mảng lúc nãy này. Ừ. Quay lại mảng lúc nãy. Ta gạch chân vào cụm từ tốc độ lớn lớn nhất. Thời điểm nào họ đã hỏi dấu bằng xảy ra t bằng mấy cả lớp nghe kỹ. Nó hỏi t bằng mấy này. Chắc thì hỏi. Thầy đố cả lớp biết là bài này mình đạo hàm mấy lần đấy. Thầy đố cả lớp biết bài này đạo hàm mấy lần đấy. Bài này đạo hàm mấy lần? Bài này nghe kỹ là bài này đạo hàm mấy lần? <laughs> Được chưa? Mấy lần? Bài này có phải đạo hàm hai lần không? Được chưa? Bài này chúng ta đọc kỹ đề, chúng ta sẽ thấy là đề cho chúng ta biểu thức vận tốc rồi nên tôi chỉ đạo hàm một lần thôi. Bài này cẩn thận đấy nhé, ai đạo hàm hai lần coi chừng lại bị đề bẫy đấy. Được chưa? Đó. Vì họ cho em phương trình của vận tốc rồi Bây giờ tìm luôn trực tiếp V max tại T bằng mấy thì chỉ có đà một lần thôi. Bài này cho V rồi. Thì chỉ có đạo hàm một lần thôi. Nghe kỹ hộ thầy nhá. Rồi xong. Ừ. Một lần thôi thật. Ừ, tùy từng bài thôi. Chứ không phải cứ bài nào cũng thấy đạo hàm hai lần đâu. Nghe kỹ. Đó. Như vậy em tính hộ thầy V phẩy ra. Thì em sẽ có là âm. Âm 4T3. Âm 4T3 cộng với gì ạ? 48T Đúng không? Nhìn vào đấy Cho bằng 0 hộ thầy Cho bằng 0 Nhớ là T dương và nằm trong vùng từ 0 đến 10 giây Được chưa ạ? 10 giây Thì uh, chúng ta có chia bỏ 4 đi cho nó dễ làm Như vậy là chúng tôi sẽ chỉ còn đó là T mũ 3 Trừ đi 12T bằng 0 Các em đặt T là chung Bên trong còn T bình trừ 12 Thì chúng ta sẽ nhẩm ra là mấy nghiệm Đó là T bằng 0 và t bằng uh, căn 12 căn 12 tức là 2 căn uh, 2 căn 3 nhưng ở đây t bằng 0 mình cũng không lấy đâu thực ra thì họ đang hỏi là cái t nào ở giữa trong vùng từ 0 đến 10 giây nên cái t bằng 0 này thì thì cái, 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 cái v này bằng 0 t bằng 0 thì cái này là 500 thì cái âm 2 căn 3 bỏ rồi các em chỉ cần tính hộ thầy cái, cái này này xem cái nào ra mắc hơn thì lấy cái nào ra mắc hơn là được các em sẽ tính giúp thầy đây là V0 này. V2 căn 3 này. Và V tại thời điểm số 10 nữa, các em tính nốt cả số 10 này cho thầy rồi so sánh. Đúng không ạ? Đó, bài này thì em không không bấm cái chỗ 1922 được tại vì chỗ này nó là bậc 3. Chỗ này nó là bậc 3 ấy nhá. Thế nên em giúp thầy em em thay ba con số này vào là xong. Đó, chứ không phải là cái bậc 2, nếu cái bậc 2 thì nó sẽ đọc ra cái đỉnh luôn. Còn cái bậc 3 này thì em 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 thay giúp thầy ba con số này vào. Rồi. Thực ra chả cần nhìn cũng biết rồi, tính cho nó vui mà, để xác nhận lại thôi. Chưa các em biết thừa là tí nữa nó sẽ xảy ra tại cái chỗ là 2 căn 3 này. 2 căn 3. 2 căn 3 em bấm xấp xỉ sẽ là 4. 2 căn 3 này này, xấp xỉ sẽ là 4. Nên đáp án của chúng ta là B. Ở đây làm gì có cái T nào là 10, đúng không? Ừ. T bằng 0 thì ở đây cũng không không đúng. T bằng tại bằng 0. Nó lớp thay số vào ra 500. Còn tại hai căn 3 của đắp thay vào thì sẽ ra những 664. Càng về sau thì cái V này càng giảm cơ, tại vì em nhìn này, cái V này nó là âm. Nên cái T này mà càng ngày càng lớn lên thì cái chỗ này nó sẽ giảm đi ngay. Nên cũng không thể có chuyện là là Nên cái V này nó còn âm 9260. À như vậy chúng ta sẽ chốt đáp án đó là B. À thầy nhắc lại này, thực ra thì bài này nó lại bảo làm tròn nhé làm tròn hàng đơn vị. Kem bấm thì nó không ra hẳn 4 đâu, bấm sắp xỉ thì 4 cũng được, 4 tạm chấp nhận được thôi. Tại vì họ bảo làm tròn kết quả đấy hàng đơn vị thì chúng ta phải đành lấy 4, chứ thực ra nó chỉ có 3, mấy thôi. Chuyện này không sao cả, đây là bình thường. Được chưa? Đó. Không câu này em thay số từng số 1 cho thầy đi, được chưa? Em chẳng nhẽ lại tây bằng 3, ở đây không thể, ở đây chúng ta chứng minh chỗ này là phải tây bằng 2 căn 3. Nên không không lấy 3 được phải làm tròn lên làm tròn kết quả để hàng đơn vị ở đây không có t bằng 3 nên mình đành phải chọn 4 Đấy chứ ạ, à? đó, mình phải chọn 4 thôi Cả lớp hiểu chưa? <laughs> Rồi, câu hỏi số 6 Câu hỏi số 6 À, từ một tấm tôn có hình dạng là nửa hình tròn bán kính r bằng ba người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật ở hình vẽ bên hỏi diện tích lớn nhất của tấm tôn bằng bao nhiêu rồi một câu hỏi cũng rất là quen thuộc thầy thấy ở nhiều trong các đề kiểm tra của các em ấy rồi trong đề cương các thứ ấy, kiểu gì cũng có câu này Đó. câu này thì chúng ta nhìn vào hình vẽ như ở trên bảng đây là hình, nửa hình tròn tâm O bán kính 3 người ta vẽ sẵn cho em đây rồi nếu cắt ra một hình chữ nhật mnpq nhìn thấy không ạ đó bây giờ diện tích lớn nhất thì giờ chúng ta phải gọi ẩn thôi gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn thì theo ý kiến của thầy thì chúng ta sẽ gọi chiều rộng đi là x ta sẽ đặt cái mq này là x này là đẹp này thì cả lớp sẽ thấy ngay là cái bán kính cái mo này chính là r tức là cái này bằng 3 nên cả lớp sẽ nhìn vào đây thấy Pythagore ngay Đúng không ạ? Đó, thấy Pythagore Ta sẽ tính ngay được OQ OQ của chúng ta chính là căn bậc hai của gì ạ? Các lẽ nhìn thấy vấn đề không đã? À, căn bậc hai của 9 chữ x bình. Đây chính là tối ưu hình học thôi. Đây chính là bài toán tối ưu hình học. Được chưa? Đó tối ưu hình học. Thì à, cái cái QP này của em, QP này thì nó sẽ là hai lần thôi. Đúng không? Cả cái QP này thì nó sẽ là hai lần. Rồi, vậy lúc này chúng tôi sẽ có diện tích của cái hình chữ nhật lúc này sẽ bằng 2 nhân x nhân với căn bậc 2 của 9 chữ x bình. Thế là xong. À, đấy là cách thiết lập nhanh. Chúng ta hiểu vấn đề chưa? Đó, đấy là cách thiết lập nhanh. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta thử tính cho thầy xem cái này lớn nhất bằng mấy. Đó, lớn nhất bằng mấy. Thầy nhắc lại nhá, nhấn bảng nào. <laughs> Từ nửa cái hình tròn này người ta muốn cắt ra một cái hình chữ nhật. Đó, theo kiểu thế này. Bây giờ cắt kiểu gì, kích thước bao nhiêu để cho cái diện tích này lớn nhất. Thì ở đây, thầy đặt cái chiều rộng này chẳng hạn là x thì bây giờ bán kính của đường tròn người ta cho rồi bằng 3 thì thầy suy ra được cái đoạn này đoạn này theo Pythagore thì là căn bậc 2 của 9 trừ x bình. Sau đó thầy muốn tính ra cái chiều dài này thầy nhân đôi đấy. Thầy nhân đôi xong rồi thầy lấy dài nhân rộng thế là ra. Ờ hiểu ý không ạ? Ừ. Bây giờ cả lớp bấm cái này như thế nào để cho nó ra lớn nhất là được. Thì bây giờ em để ý cái điều kiện một chút. Ở đây thì cái x này của em nó sẽ là điều kiện ở đây thì sẽ là x lớn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 3. Thực ra ấy, thì cái dấu bằng cũng chả nhất thiết chỗ này cũng chả quan trọng đâu. Thực ra cái dấu bằng thì nó cũng không có khi chả xảy ra. Nhưng mà em cứ thể lấy trên đoạn thì nó sẽ có mắc min chắc chắn hơn. Lấy trên đoạn thì bao giờ nó cũng sẽ tồn tại mắc min chắc chắn hơn. Trước cái bài này bình thường x nó cũng chả thể là 0 với 3. 3 thì nó lại cắt giữa ra đây luôn để trả ra cái hình gì. Được chưa? Nhưng mà em cứ xét cho thầy trên cái đoạn này đi. Đó cho nó dễ làm đúng không? Vì chúng ta xét cái điều kiện đây này, này thì nó chỉ có thể là từ 0 đến 3 thôi. Đúng chưa? Đó. Một là ta có thể dùng đạo hàm, nhưng ở đây theo thầy thì bài này nhá, thì không nên dùng đạo hàm, đạo hàm bài này UV phức tạp lắm. Bài này U nhân V đạo hàm ra phức tạp nên bài này thầy gợi ý là các em nên dùng Cauchy. Bài này nếu em mà làm được tốt thì theo thầy nên dùng Cauchy. Bạn nào có lợi thế về bất đẳng thức chỗ này thì làm nó sẽ nhanh hơn chứ đạo hàm ở đây à, nó dườm già nó còn mệt hơn đấy thầy nói thật đó thì bài này thầy hướng dẫn các em làm cô si em làm cô si thì không phải là cứ mỗi là bạn nào mà giỏi bất đẳng thức thì mới làm được đâu các em học thuộc một số cái bất đẳng thức cơ bản chứng minh rồi ấy, là làm được ngay ở đây chúng ta nhìn thấy có hai cái số ab thôi thì a nhân b chỗ này bé hơn được bằng a bình cộng b bình chia mấy nhỉ chia hai Dấu bằng xảy ra khi A bằng B Cái này các em biết rồi Đúng không? Ừ Thế bây giờ áp dụng vào đây Thế là nhanh nhưng mà thì nó cũng không khó lắm đâu Ừ Thế có phải là hai không? Nhân với Đây đây là A này Đây là B này Nhìn vào đây Đó thì đây là X này Thì nhân chéo cái số 2 này lên đây luôn nhỉ Cho nó nhanh nhỉ Thế tức là 2AB Bé hơn được bằng A bình cộng B bình Thế là nhanh nhất Thế là 2 nhân x nhân căn của 9 chữ x bình bé hơn hoặc bằng a bình cộng b bình có nghĩa là x bình cộng với cái b này đây này nghe thầy vào đây này, đây b này cái thằng này bình lên hết căn rồi. Rồi, nhìn thấy rồi đấy. Rồi, chết chưa? 9 xong. Xong. Nhắc lại, một số cái bài toán ấy mà nó mình hay thấy một số biểu thức, một là có chứa căn Căn nhân với cái gì đó này Hai là thấy phân thức kiểu 1 trên x, một trên x bình ấy ừ. Và các số đó đều là các số dương Thông thường là dương, không âm ấy ừ. Thì mình có thể dùng luôn cô si À, si Thì làm thế nó nhanh nhất Nhanh nhất, nhanh hết Chứ bây giờ bài này mà đạo hàm các kiểu ra Rồi kẻ bảng cũng được đấy Em về nhà thể hiện nhá Thì chắc chắn là nó vẫn lâu Mà nó lại dễ nhầm nữa ấy Với cái bài này mà càng đạo hàm càng nhầm Thầy thấy mấy đứa làm các thứ rồi Không biết xảy ở đâu Ngồi mà sửa mà ốm đòn Thế nên là cố mà nhớ luôn cái này này Thì tìm mắc lên rất là nhanh Đó, có căn làm rất là nhanh Úm đòn rồi, Ốm đòn luôn, đòn Các lớp hiểu chưa Đó, cô C Như vậy chúng tôi chốt đáp án D Ai ra D là chính xác rồi đấy, chúc mừng Được chưa, đó Được chưa thì đây là một bài tối ưu hình học. Thực ra bài này á, nếu mà đưa sang cấp 2 thì các bạn ấy lại có cách giải khác. Cấp 2 hoặc là đưa lên lớp 10 đến chưa học đạo hàm thì nó cũng có thể vẫn giải được bài này. Nhưng mà lúc đó là giải một cách khác. Bạn này, các bạn nào mà tìm hiểu thêm đây là cách, đây là mình đang sử dụng theo ứng dụng đạo hàm là cách đại số. À, em thử đưa bài này xuống về bảo các bạn lớp 10 nhé, lớp 9, lớp 10 nó có thể làm được rồi đấy. Thì dùng hình học đi, dùng cách hình học thuần túy ấy. thì xem là nó làm bài này thế nào nhé có thể sử dụng công thức diện tích ở trong hình học thuần túy nó vẫn làm được bài này đây là mình đang dùng dùng đạo hàm thôi thì mình bấm được còn bình thường nếu lớp 10 nó chưa học cái bài đạo hàm này thì nó có thể dùng được hình học thử về suy nghĩ xem bài này có một cách nữa đấy ừ. thầy gợi ý bài này có một cách nữa thì chúng ta có muốn học cách nữa không <laughs> cái cách này thì đáng nhẽ chỉ dành cho bạn lớp 9, lớp 10 thôi Nhỡ nó chưa học đạo hàm thì sao? Ờ đúng không nhỉ? Đó Có thể nó biết cô si đấy nhưng mà đây này đây, cách cô si này thì kể cả bạn lớp 9, lớp 8, lớp 10 Đây em vẫn làm cách này của thầy ngon lành được Vì ở đây thầy chưa dùng đạo hàm Thầy chỉ dùng cô si, cô si là chung Lớp nào cũng làm được hết Từ lớp 8 các thứ giờ đi em thích làm cách này là ok rồi Các bạn nào mà có lợi thế bất đẳng thức ấy Em dùng mấy cái này hay lắm là 10 ngay được chưa? còn uh, cách dùng hình học thuần túy thầy có thể hướng dẫn cả lớp thêm một cách nữa thế này nhé gọi là mở rộng kiến thức thêm biết đâu ơ thật mà tại vì thầy thấy bài này gặp nhiều lắm Được chưa? thì có một cái cách nữa như thế này cả lớp, ừ. ta có thể học thêm đây cả lớp nó đang vẽ nửa hình tròn nữa cả lớp vẽ luôn cả hình tròn vào à, thế là xong cả lớp vẽ cả hình tròn vào thế là đẹp, à, thế là tự nhiên là cả hình tròn đúng không? Đó cả hình cả lớp vẽ lên cả hình tròn. Thế là tự nhiên nó thành cái này. À chúng ta vẽ thành hình này luôn. À tức là mở rộng cái này ra thành gấp đôi nhỉ. Yeah. <laughs> đúng không? Nửa hình tròn ta vẽ thành cả hình tròn thế hình chữ nhật để gấp đôi thì mình cứ tìm cả cái hình, hình, chữ nhật đấy đi. Mình tìm mắc của cả cái này xong thì nữa mình cứ đôi nó thế. Thật ra nó cũng chỉ nhân đôi thôi, nó tương ứng thôi, chả gì nhau. Ừ. Thì các hiểu ý không? Tự nhiên nó thành nội tiếp ấy. Nội tiếp, vấn đề đang nội tiếp ở đây nó đang nội tiếp vào đây này được chưa đấy được chưa nó đang nội tiếp xong bây giờ em tính hộ thầy cái 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 hình chữ nhật này tính diện tích bằng cái hình chữ nhật này theo hình học thì em làm thế nào bây giờ và đại số mình mới đặt x thôi bây giờ hình học bây giờ giả sử mình không đặt x thì mình làm thế nào không đặt x nào thế nào làm <laughs> thế nào cả lớp ta có thể đặt cái này là góc alpha nào đó đi alpha alpha cả lớp nhìn để ý này alpha, cả lớp có thấy là uh, cái cả lớp tính hộ thầy cái diện tích của một cái 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 cái, cái, cái hình này thôi, cái cái tam giác, cả lớp tính hộ thầy cái diện tích của cái tam giác này, ở đây PQ rồi, lên bây giờ thầy quyết định đặt chỗ này là e, chỗ này là f nhá để cho nó dễ làm, thì con tính hộ thầy cái 1 phần tư này thôi này là diện tích của uh, o n e, o này, n này, e Thế theo kiến thức lớp 10 các em biết là 1 phần 2 tích hai cạnh liền kề nhân uh, 1 phần 2 tích hai cạnh nhân uh, cái khỉ gì ấy nhỉ? Cái này bán kính bằng 3. Bán kính bằng 3. À thế nên là tất cả bọn này là ba hết rồi. ba hết. Không có ai đâu. <laughs> ba, hết rồi. Tính cái gì nữa. 1 phần 2 nhân 3. Nhân 3. Nhân sin góc sen giữa. Góc này ở giữa chả biết bao nhiêu cái đặt alpha đi. Sin alpha. Tức là 9 phần 2 xiên pha. Tam giác này thì bằng tam giác này đối xứng rồi. Thế còn tam giác này, tam giác này bằng tam giác này. Và diện tích thực ra không không hề thay đổi. Tại vì nếu đây là alpha thì đây sẽ là 180 độ trừ alpha. Đây là góc bù với nó. Theo lý thuyết dạy thì sin bù thì sin của 180 độ trừ alpha đúng bằng sin alpha. Đúng không? Ừ. Xin 60 hay là xin 120 Nó cũng thế chả khác gì nhau cả Nên thực ra là cái này thực ra bằng cái này Chả khác gì nhau Nên chúng ta có thể hiểu rằng Diện tích của hình chữ nhật lúc này Thì thực ra ấy, Đây này Thì diện tích của cái hình chữ nhật Nếu mà to này Thì là bằng 4 lần của cái hình này Còn nếu hình chữ nhật nhỏ đi cưa đôi thì chỉ còn bằng hai lần thôi như vậy thầy có thể chốt là diện tích của mn pq lúc này là chỉ còn bằng hai lần hai uh, lần của 9 phần 2 nhân xiên pha có hiểu ý của thầy không nhỉ ừ. tại vì nếu mà cả cái hình to này là nhân 4 thì thằng này chín thế bây giờ 22 bỏ đi thì là 9 xiên pha mà tất nhiên rồi xiên pha vừa học lượng giác rồi mắc nhất bằng một thế kết quả bằng 9 thế thôi sin pha với góc hình học thì thấp nhất là không và lớn nhất bằng 1 ở đây lớn nhất chắc chắn là sin pha phải bằng 1. Tức là khi đó là ừ, đúng không ạ, đó bằng 1. Nên là chắc chắn là mắc nhất chỉ có thể bằng 9, không thể sai đâu được. Các con hình dung ra vấn đề nhá đó được chưa? Đó. Được chưa? Đấy là theo kiểu của tối ưu hình học đấy, rất là hay. Ta có hiểu ý của thầy nói không? Ừ. Đúng không? Là có hiểu vấn đề không? Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 7. đấy là mình đang làm theo hướng tối ưu hình học đấy, chúng ta nhìn thấy. Câu hỏi số 7. <laughs> uh, một xưởng sản xuất những chiếc thùng hình hộp chữ nhật bằng nhôm không nắp. Được chưa? Đó, không có nắp và có các kích thước là x y z decimet. Biết tỉ số à uh, hai cạnh đáy x trên y lúc này bằng 1 trên 3. Thể tích của khối hộp biết là 18 dm khối để tốn ít vật liệu nhất thì tổng x cộng y cộng z là bao nhiêu? Rồi ok. Rồi tổng x cộng y cộng z bằng bao nhiêu? Là chúng ta suy nghĩ nào. Câu này chúng ta chỉ cần uh, vẽ hình ra cho thầy là xong thôi. Vẽ hình để dễ tưởng tượng thôi. Các lớp tập trung nhé. Đây cũng được coi là một trong những cái bài mà thầy hay thấy nhiều nhất này. Đó là tối ưu hình học nhưng đây là dạng hình hộp chữ nhật. Đây là dạng bài hình hộp chữ nhật. Bài này gặp cũng rất là nhiều tương tự như bài uh, vận tốc ấy, ừ, không khác gì cả. Rất giống luôn, nó gặp rất nhiều luôn. Đây. Thì bài này có để ý là không có nắp nhá, nghe kỹ này, không có nắp. Đây là x không mất tính tổng quát tôi gọi đây là x, đây là y, đây là z. Thế thì chúng ta biết là V của hình hộp chữ nhật thì bằng x nhân y nhân z bằng 18. Biết rằng x chia y bằng 1 chia 3. Thế chúng ta nhanh chóng thay y bằng 3x. Được chưa Nhanh chóng thay y bằng 3x. Và từ đây chúng ta sẽ có 3x bình nhân z bằng 18. Và từ đây chúng ta dễ dàng rút được z ra bằng 18 chia 3x bình. Tức là 6 chia x bình. Ta nhìn xem đúng không? Là 6 chia x bình. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi sau. Để tốn ít vật liệu nhất thì chuyện gì xảy ra à đấy ta phải cắt nghĩa được chỗ này để tốn ít vật liệu nhất thì có nghĩa là chúng ta đang phải làm gì à ta hiểu câu này thì đã đấy để tốn ít vật liệu nhất thì là chúng ta đang cần phải tối ưu cái gì ở à, đấy ta hiểu ý của thầy chỗ này không tối ưu cái gì để tốn ít vật liệu nhất thì lúc này ta đang cần phải tối ưu cái gì nghe kỹ nào đó Xin mời cả lớp là tối ưu cái gì? Ok, ta sẽ thấy ngay là có lớp tập trung nào. Ừ. Để đựng được cùng một cái thể tích này nhá, thể tích không đổi rồi. Nhưng mà cái diện tích bề mặt đúng ạ? Diện tích bề mặt mà chúng ta xây á mà nó nhỏ nhất thì chi phí của chúng ta sẽ là ít nhất, tốn ít vật liệu nhất. Hay ý ở đây muốn nói đó là tổng diện tích bề mặt của chúng ta là nhỏ nhất thì sẽ tốn ít vật liệu nhất. Nhớ thầy câu này tổng diện tích bề mặt mà cần xây mà nhỏ nhất thì có nghĩa là tốn ít vật liệu nhất thế thôi nhiều khi em có bao giờ đặt ra câu hỏi nhé ừ. tại sao ấy cái hộp sữa ý nó lại phải là kích thước ý cái hộp sữa em uống ấy tại sao đấy hình hộp chữ nhật đấy tại sao nó lại phải là kích thước ý mà tại không phải là kích thước to hay là nhỏ hơn hoặc là ngoài cái hộp sữa mà hộp chữ nhật đấy nhá nó còn có cái hộp sữa hình trụ ấy và em em với cháu em nó uống suốt ấy ở ừ đấy thế tại sao em sẽ thấy các cái hộp ý à? họ lại làm kích thước ý đấy mà không phải là lớn hơn hay nhỏ hơn ví dụ thế ta hiểu không thì thực ra là cũng có cái sự tối ưu tính toán cả rồi ừ. đó cái này ở trong cái nhà máy công ty thì người ta sẽ có cái hỗ trợ tính toán cái 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 này rồi để đưa ra cái kích thước tối ưu nhất toán đấy ừ, chưa ừ. Chứ không mọi người lại bảo là Úi dồi ôi học không để làm toán không để làm gì Đấy Thì từ khi làm được các bài này em mới thấy nó, nó hay Và nó có nhiều cái tính thực tế ừ. Nó rất là hay Thì đây là một cái điều thầy có thể nói là Rất là ưu việt Đột phá và cái mới của cái chương trình mới Nhưng mà cái gì mới thì nó cũng khó <laughs> Cái gì mới thì nó cũng phải cần thời gian để thích nghi được chưa Và làm quen với nó Thế là cái gì mới thì nó mới khó Nhưng mà khó nó mới hay đúng nha đó. Chi giờ để toàn 10 cả lũ với nhau rồi ngồi cười thì, thì thì chả có gì hay nữa đúng không? Ừ. Nếu mà lạm phát điểm các thứ quá thì thực ra chả hay lắm đâu. Thế, theo theo các thầy cô nghĩ nó chả vui lắm đâu. Chính ra cho khó một tí này là nó hợp lý hơn đấy. Được chưa? Nên các em cũng đừng có sợ là khó quá các thứ nhé. Thầy nghĩ là khó hơn một tí nó cũng là một điều tốt đấy. Ừ. Hiểu ý không? Ừ. Đó là là đúng đấy các em ạ, là xu hướng là đúng chứ cả lũ thì ngồi chín người với nhau xong rồi ngồi con hát mẹ khen hay chết rồi <laughs> chết rồi thế nó hỏng chưa? có hiểu ý không con hát mẹ khen hay nó chết rồi chưa? đúng rồi một số bạn nói đúng rồi này tô vượng đúng rồi phong lê đúng rồi lâm võ chính xác huỳnh phong trần trần huỳnh phong ok được sở ta đi phạm vượng mai lê ok do seo cường nguyễn được rồi đấy chính xác ổn ừ. Thực ra chính là tổng diện tích Nhưng ở đây thì không hẳn là diện tích toàn phần Rất tiếc là cái hộp này nhé, Họ rất hay cho không nắp nhé Thế nên là em chỉ tính cho thầy diện tích xung quanh và một đẻ thôi Như vậy các em ghi Bản chất ở đây là chúng ta đang cần tính diện tích xung quanh Cộng với diện tích của một đẻ thôi Tại vì không có nắp Chỉ nó có nắp và rồi khác ờ, ok Thế bây giờ em tính hộ thầy diện tích xung quanh Thế nào cho nó nhanh nào bạn nào thử tính nhanh hộ thầy cái này Chỗ này thầy thấy nhiều bạn cũng lúng túng cái chỗ này này Được chưa? Tính chỗ này rất lâu Được chưa? Đây người ta đã định hướng cho mình phương pháp đây rồi Đấy Bạn nào thử em, em em tính kiểu gì chỗ này cho nó nhanh hộ thầy nào Để xem nào Chúng ta biết rồi Đây này một số bạn Chúng ta thử nhẩm hộ thầy xem bao nhiêu nào Nhẩm hộ thầy xem ra bao nhiêu Ai mà làm nhiều cái này rồi thì sẽ không thì khó, chưa? Còn bạn nào mà chưa học cái tập trung để ý vào không may thi dưới trung bình đấy, thì nói thật em không làm được thêm các cái câu này khả năng cao là em sẽ dưới trung bình. À đấy, tôi không đùa, tôi không bao giờ đùa. À lưu ý. Thế nên coi chừng, được chưa? Hôm qua lại nói lại cái bài hôm trước, nay like xong một số bạn bảo chết rồi thầy ơi, em từ đầu năm giờ em đi học toàn ngủ, em toàn ngủ, ôi rồi xong em toàn xong toàn điện thoại với cả toàn nói chuyện với dám chả biết chữ gì thầy chết 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 bài cơ bản thì tôi không nói bài cơ bản là không biết chữ gì thì không đấy nó nguy hiểm rồi cái bài này mà không biết chữ gì nữa là rất rất nguy hiểm đấy ạ quay chừng chưa mọi năm ấy các cái bài cơ bản các thầy cô rất vất vả để ôn cho nhiều bạn nhất những bạn nào yếu ý, là đã rất vất vả rồi năm nay là còn phải thêm cả cái quả này nữa tôi đang chỉ sợ là có khi nhiều thầy cô có khi còn chửa chắc đã dạy cho các em các cái phần này đâu thật đấy những bạn học khá không sao nó có thể tự tìm tòi tự giác nó làm các bạn học yếu á sổ ôi bài cơ bản có khi chữa xong mấy cái dạng cơ bản bình thường lắm dạng có khi chữa xong đến cái phần này hơn 50% số điểm đúp người chưa nó một hai bài mình không nói là chỉ dành cho học sinh nâng cao hay là học sinh giỏi mình không bảo gì à nhưng mà đây nhá ừ nó chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tất cả các phần <laughs> được chưa nên không phải là làm mấy cái bài cơ bản đơn giản bình thường là xong đâu ừ. thi chứ chắc đã hỏi lại mấy cái bài ý đâu mấy cái bài ý chỉ có 3 điểm thôi ừ. 3 điểm thì làm ăn gì mấy cái bài chỉ có 3 điểm thôi ừ. đúng không ừ. Thì năm nay cái phần giảm ấy nó nó giảm xuống ấy rồi. Thầy chỉ sợ à, em không tự học đi. Những cái phần này nó rất là khó mà nhiều khi không biết ở lớp các thầy cô còn được hướng dẫn cho em không ấy. Ừ. Phần cơ bản có khi người ta còn kiên nhẫn người ta nói được cái phần này mà toàn chơi với toàn ngủ với toàn điện thoại với cả toàn nhắn tin ấy thì bớt bớt nó đi một tí được chưa? Cái phần này là không nghiêm túc học, không học được đâu, không làm được đâu thì nói thật. Được chưa? Biết làm thì rất dễ, không nghĩ à, chắc chắn sẽ bỏ, không làm được đâu. Đấy, được chưa? Tôi khuyên thật là như thế, được chưa? Nào, được chưa? Rồi bây giờ tìm ra cái diện tích xung quanh và đáy rồi được chưa? đó, đấy thầy gợi ý nhé. Ừ. diện tích xung quanh ấy thì có nhiều bạn chơi cái trò này, tôi thấy giờ mình uh, uh, đây mặt nhiều bạn sẽ cộng mặt trái và mặt phải này, ở đây hai cái này bằng nhau đúng không? rồi mặt trước và mặt sau bằng nhau đúng không? Ừ. đó, thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề đó là mặt trái mặt phải thì sẽ là bằng uh, x nhân z, x nhá nhân với z đúng không? đó nhân thêm hai vào vì có hai mặt, còn cái đằng sau ấy Mặt trước mặt sau thì sẽ là gì ạ? 3x nhân z Nhân thêm 2 vào Vì thầy vừa nói xong là trước sau trái phải nó, nó bằng nhau Thế là bao nhiêu rồi đấy ạ? Thế là 2 cộng với 6 thì có vẻ là 8xz không cả lớp Đó thế thôi Có phải 8 không cả lớp Rồi thế còn đáy Đáy thì chắc chắn là bằng 3x nhân x rồi Thế thì đáy em sẽ cộng thêm 3x bình À, thế về sau, cả lớp có thể làm nhanh theo kinh nghiệm thế này cho thầy như sau. À, diện tích xung quanh ta sẽ lấy luôn là chu vi đáy. Đúng ạ, lấy luôn chu vi đáy này, nhân với chiều cao. Thì cả lớp sẽ lấy luôn cho thầy là x cộng với 3x nhân với 2 rồi nhân luôn với z. Rồi, còn chỗ này một đáy thì là bằng 3x bình luôn. Đó, thì để đỡ phải làm nhiều. Thì kiểu gì nó cũng sẽ ra là 8xz cộng 3x bình luôn. Cả lớp nhớ chưa? Đó, em sẽ cộng gộp cho thầy như thế này luôn để cho chỗ này nó đỡ bị dườm già, nó tính từng mặt các thứ lâu, thế em cứ nhớ luôn là lấy 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 dòng cộng dài lấy dài cộng rộng nhân hai, nhân luôn với chiều cao, thế là xong. ở đấy, đấy, đấy đỡ phải làm nhiều, được chưa? Rồi đến đây thì chúng ta chỉ cần thay số vào là ra. Z đây này, z vừa rút ra lúc nãy vừa rút z ra lúc nãy xong, vừa rút z ra lúc nãy là 6 trên x bình, rồi cộng ba x bình. Như vậy thu gọn đi thì chúng tôi sẽ có là 48 trên x cộng 13 x bình. Rồi đến đây ai ra được kết quả này là coi như là thành công nửa bài rồi. Đó. Mọi người có ra đúng cái này không ạ? Đó. Hiểu không ạ? Đó. Trông thầy làm một lần cứ thế mà làm về sau cứ làm bắt trước theo là xong. Ai làm được nhanh rồi không sao còn chưa để ý vào. Rồi đến đây chúng ta phải tìm min vì cứ bài nào có cái từ tốn ít chi phí vật liệu nhất Rồi rẻ nhất rồi thấp nhất Có cái từ ý là chắc chắn tìm min Cứ thế mà nào Tìm min Bây giờ cho tôi hỏi Nào thì bây giờ cái biểu thức này Thì giờ em định tìm min bằng cách nào nào em 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 tìm min như thế nào bây giờ em ưu tiên lại nếu là em rơi vào bài thì thường em sẽ làm bằng cách nào em làm bằng cách nào ừ, đấy thiết lập hàm xong rồi này bây giờ ấy thế xóa được chỗ này được rồi nhé ừ. Em sẽ tìm mưu được cách nào Cách một rất quen thuộc đúng không Đạo hàm <laughs> Đạo hàm cách đơn giản nhất Ok đạo hàm nhé Câu này thì mình đạo hàm được Tại vì nó không bị quá phức tạp Lên bài này mình đạo hàm nó nhanh Được chưa Đạo hàm nhé Tôi gọi đây là biểu thức SX nào đó Thì tôi chỉ cần đạo hàm ra một phát là xong chứ gì 3x bình đạo hàm là 6x 48 trên x đạo hàm là âm 48 trên x bình Rồi uh, Nhân chéo lên nào Thế thì chúng ta sẽ có là uh, Cho cái này bằng 0 đi cho dễ Như vậy là x mũ 3 6x mũ 3 Trừ đi 48 bằng 0 Cái lớp nhẩm ra rất nhanh Là x mũ 3 bằng mấy ạ? 6 8 4 gì 48 x bằng 2 Mày thế Bài này do là đạo hàm là tương đối là 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 ổn Thế nên là Mình ra kết quả luôn Thôi không cần kẻ bảng đâu Em thích em kẻ ra nó thế thôi <laughs> Em thích em kẻ ra Tôi chả cần kẻ cũng biết Được chưa Được chưa Chả cần kẻ cũng biết Được chưa Tại vì bài này hệ số A dương Hệ số A dương thì chắc chắn là Cái đỉnh lúc này nó không lồi lên được đâu Đỉnh này bây giờ lõm xuống Lúc nãy là đỉnh mắc đúng không Còn bài này có đỉnh min này Cái bài này nó lại quay lên như thế này Nó có cái đỉnh ở đây Bài này quay lên Bài này A dương A dương lên đỉnh này quay lên Chắc chắn đây là min rồi Không thể sai đâu đâu em chỉ còn quan tâm cái chỗ hệ số a âm hay dương này ừ. là em có thể phát thảo ra để xác nhận ở đây chắc chắn min ở giữa không để sai được được chưa còn nếu không thì thôi chỉ cần biết là tìm ra hai thôi thế là xong luôn thế không cần làm gì cả được chưa còn thích thì em cẩn thận em xác nhận ra bằng uh, vẽ lại cho thầy như thế này nhưng mà theo kinh nghiệm thường là ra có một nghiệm thôi chẳng nhẽ lại vô nghiệm ư ừ, vô nghiệm thì có mà điên thế cái người ra đầy điên trước được chưa đó thế là xong nếu tư duy logic mà đúng thì không thể có chuyện sai được Chỉ trừ khi đề sai đấy Như vậy là chỉ cần ra bằng 2 2 thì có nghĩa là lúc này đấy chỉ là x thôi Thì từ đây bạn phải tìm nốt y Và bạn tìm nốt z là sao Y bằng 3x Như vậy y bằng 6 Còn z là 6 trên x bình Lúc nãy Như vậy là 6 phần 4 Có nghĩa là gì 3 phần 2 ai cộng vào cho thầy nhanh chóng nào xem ra kết quả nào thế là xong đây là cách đạo hàm được chưa chỉ cần làm được như thế thôi là đạt yêu cầu rồi chứ cũng chưa cần phải cao siêu gì cả ừ. 19 phần 2 chính xác giỏi lắm đáp án D 19 phần 2 DM đó xong 19 phần 2 DM xong luôn ok chuẩn đơn vị rồi DM được chưa tất nhiên bài này đấy là cách thuần túy và thầy bạn nào mà ra lớp mà muốn làm tốt ấy ừ, mà muốn thêm cách nhanh thầy động viên khuyến khích các em sử dụng tiếp tục bất đẳng thức cosi đó tại vì không phải ai cũng thích làm đạo hàm đâu theo thầy đây tiếp tục mình lại dùng cosi hay amgm đấy đó ai có lợi thế cái này làm cái này thầy nào xem làm cái này xem có phải là hay hơn không em làm cái này nó hay hơn đấy thầy nói thật nó hay hơn cô si đi cô si cái này hay hơn bạn có dùng được cô si không thầy hướng dẫn ở đây mình dùng cô si cho mấy số học thêm cái này đi cái này thầy đảm bảo sẽ có tác dụng lắm trong nhiều bài khó ấy, nhiều bài khó em đạo hàm còn sơi mi ra nhưng dùng cô si đúng 5 giây ra luôn thầy nói thật chưa đến 5 giây thầy không nói phép đó nhất là bạn nào có định hướng mà nhìn biểu thức mà tôi tốt, tốt em biết cách nhìn ấy dùng cô si rất nhanh luôn nó ra một phát năm còn nhiều khi đây là bài này đạo hàm dễ thôi có nhiều cái bài áo số lơ phân kiếp phân phân thức căn kiếp các kiểu kinh khủng lắm nhìn theo kiểu đạo hàm thì rất, rất phức tạp nhưng bài này nhìn cô si thì rất dễ à, đấy nhớ chưa ở ờ, thầy dặn được chưa chứ không phải là có mỗi bạn giỏi mới làm được cô si đâu không em cứ nhìn vào xem em trông thầy nào là em làm được được chưa Đúng rồi, đây này, bây giờ dùng cô si không rút dù không rút không rút giết gì cả. Bài này áp dụng cô si cho mấy số? Ba số. Đây, em tách hộ thầy cái 48 trên x này ra. Em tách đôi ra, em cắt đôi nỗi sầu chỗ này ra thành 24 trên x là em xong luôn. 24 trên x. Được chưa? Đấy, nó là khó với nhiều bạn thôi nhưng mà nó, nó, nó sẽ dễ dàng hơn với mình nếu như em để ý em trông chỗ này thầy làm này. Em đừng nghĩ là khó quá vội Đây 24 trên x thầy tách đôi cái này ra Thì thầy áp dụng Thầy có A cộng B cộng C sẽ lớn hơn bằng 3 lần căn bậc 3 của ABC Theo cô C Như vậy là cái này sẽ lớn hơn 3 lần căn bậc 3 của Căn bậc 3 của 24 trên x 24 trên x đúng không? Nhân 3x bình Thế có phải là cái x bình này nó đã chết toay rồi không? ích mình nó đã chết sặc tiết rồi chết toay rồi không còn ai sống sót nữa có con còn bấm hộ thầy xem chỗ này bằng bao nhiêu này đây con làm cách này này thì con sẽ ra luôn một phát đó là cái diện tích min bằng mấy luôn à, rất là nhanh chưa nó rất nhanh luôn chưa thấy nó thật con bấm biết các thứ đạo hàm chửa chắc nó đã ra nhanh một cái này đâu thấy nó thật đối với thầy thì thầy thấy cái này làm rất nhanh luôn đó bao nhiêu ạ 36 đúng rồi giỏi lắm bạn nào ra 36 là đúng rồi này xong xong qua đơn giản 36. Dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra cả lớp tập trung, dấu bằng xảy ra khi a bằng b bằng c. Khi đó là 24 trên x 24 trên x bằng với 3x bình. Thế có phải là uh, x mũ 3 bằng 8 không? Đây, đằng nào x trả bằng 2 đúng không? Đó, cũng rất là đẹp và nhanh. Ổn lắm, được chưa? Đó. Thế thì tôi khuyến khích là nếu mà làm được ấy thì đây trông vào thì về sau Nhiều bài dùng cô 3 số lắm Đúng chưa? Cô ba 3 số Sao? Tại vì bắt buộc phải tách ra thành hai cái x này thì tự nhiên nữa nó mới triệt tiêu cái x bình này. Nếu bây giờ em dùng cos hai số thì em không 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 làm được. Cos hai số này em sẽ không làm được. Thì hai cái này nó sẽ không hết. À nó thế đấy, đúng không? Ừ. Nói chung là bạn nào mà có kiến thức thì thầy nói phát thì bạn hiểu ngay, chả có gì khó. Vừa <laughs> số. Ok. Ok chưa ạ? Đó. Raso onomodoto. Rồi ok. Cả lớp chốt câu ý đi. Đâu rồi ấy nhỉ? Rồi số ok ok ok. Rồi xong D nhá, câu này đi qua đi, D. Các em ghi hộ thầy cái cách này vào. Em bấm máy đạo hàm cũng ra. Ừ thì tất nhiên là kiểu gì cũng ra rồi. Tôi không bảo gì cả. Tôi có bảo gì đâu. Về này có nhiều cách mà. Nhưng mà đấy, đây, đây thầy đang minh họa làm mẫu cho chúng ta hiểu vấn đề chưa hiểu vấn đề này em làm được bằng cách này nó cũng khá là hay và nhanh này rồi đấy thì đấy là hai cách mà thuần túy Mà hay làm sử dụng nhiều nhất câu số 8 số 8 dấu bằng xảy ra em biết là a bằng b bằng c thế nên là chỗ này em lên tách đôi luôn 48 ra thì tí nữa a nó tự bằng b luôn tí nữa em chỉ cần cho a bằng c lốt là xong được chưa cứ thế thôi cứ thế còn gì nữa có thế nào nữa đúng không gì nữa đúng không đừng có tách lung tung nhé tách lung tung là sai đấy được chưa? Được chưa tách lung tung là sai đấy bây giờ chúng ta quay sang bài số 8 được chưa đấy được chưa bài số 8 hoàn toàn tương tự bài số 7 thầy cho tương tự luôn các em có thể làm được rất nhanh rồi đây vẫn là một hình hộp chữ gì chữ nhật nhá vẫn là một hình hộp chữ nhật thôi ừ. câu này thầy tin tưởng chắc chắn là cả lớp sẽ làm nhanh hơn đó theo cách thầy vừa hướng dẫn chắc chắn là sẽ phải lên trình hơn đó làm nhanh hơn đếm thấy chưa ừ. mình làm một lúc băng băng chưa đấy chụp bài luôn rồi rất đơn giản đúng chưa đó băng băng Chứ nhiều bạn à, có 6 câu thôi mà mãi có khi chữa chắc đã làm xong đâu Được chưa? Đó. Nào đọc đề nhé. Tiếp tục là một ông An xây một cái bể nước hình hộp chữ nhật có nắp. Có nắp nhá Nghe kỹ này. Có nắp này. Có nắp. Đề nó cũng là thâm nách lắm. Dung tích 3.000 lít. Đáy bể là hình hộp, hình chữ nhật. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công xây hồ là 500.000 đồng cho mỗi mét vuông. Hỏi chi phí ông ấy bỏ ra xây bể nước bao nhiêu. Chi phí thấp nhất gạch chân nó từ thấp nhất. Rồi. Tiếp tục là một bài về hình hộp chữ nhật. Tối ưu chi phí ghê okay. nào, tối ưu chi phí. Vẫn là tìm min, à vẫn chỉ là tìm min. Lúc này chỉ cần tính ra diện tích toàn phần nhân với tiền là 500k thì sẽ tính được chi phí, không có gì cả. Và câu hỏi chắc chắn rồi, sẽ phải tìm min xong nhân tiền chỉ là cái bước bonus thêm thôi chả có gì cả 500.000 đồng cho một mét vuông thì tính ra diện tích xong nhân tiền chả có gì chỉ có thêm một bước nữa thôi ừ, cả đã hiểu ý vấn đề không ừ. đúng chưa à như vậy vẽ hình hộp chữ nhật ra cho vui nhá. à chúng ta tập trung nào dung tích 3.000 lít có nghĩa là V bằng 3000. Được chưa? Đó. Chiều dài gấp đôi chiều rộng thế thì không mất tính tổng quát, chúng tôi gọi đây là chiều rộng đi là x thì ông này sẽ là hai gì? 2x. Chắc chắn đây vẫn là chiều cao h rồi. Đó, thế thì diện tích đáy của chúng ta không có gì thay đổi thì vẫn là 2x bình. Em lại rút h ra bình thường thôi. Chúng ta sẽ có 2x bình nhân với h bằng 3000. Các em rút h ra. Ê nhưng mà từ từ Bài này có một cái chỗ cần chú ý Nghe nghe chỗ này không chỗ này bắt đầu đề lừa này Đây Thì bây giờ em phải đổi đơn vị đã không đề lừa Đề đang tính theo chỗ này chuẩn là mét vuông Thế giờ tất cả mọi thứ phải đổi sang mét cơ Ai đổi cho thầy nào Đổi ngu là chịu đấy Được chưa Có ai chừng Có khi không 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 phải là không làm được bài đâu nhưng mà đổi đổi sai là cũng sai đấy. Được chưa? nào bây giờ tôi hỏi lại kiến thức cơ bản hồi lớp lớp 1 bây giờ ba 000 lít bây giờ đổi thế nào đổi đi ba 000 lít được chưa học lý hóa rồi bây giờ ba 000 lít đổi thế nào các anh chị đổi thầy nghe xem nào càng các cái chỗ dễ này thầy sẽ hỏi chính ra tôi thấy nhiều khi các thầy cô các thầy cô uh, uh, và các cái bài các thứ làm cho học sinh ấy thì cũng làm gì cũng đúng hết thì tôi không nói rồi Vấn đề là các thầy cô toàn nói hộ cho hết rồi Thì cuối cùng ấy Là học sinh chả làm được cái gì cả Được chưa Nó sẽ sai ngay từ cái đơn giản nhất Được chưa Mình thì mình thấy dễ thôi Mình làm quen nhiều rồi Thì tất nhiên mình mình làm tất nhiên mình chả thấy dễ là đúng Tại vì mình quen rồi với cả mình cũng có kiến thức Nhưng học sinh làm toàn sai từ những cái bước dễ nhất Rất kinh khủng đó nên càng các cái chỗ này tôi sẽ càng phải khảo sát đứa nào càng học đứa nào càng học thầy thầy sẽ hỏi đi hỏi lại từ từng bước một được chưa? Từng bước một Có thực sự là em có biết đổi không? Không biết thì cứ nói thẳng là không biết Để còn biết đường mà dạy Chứ nhiều khi cứ giả vờ ngu khổ quá Nhiều khi giả vờ giỏi không sao Giả vờ ngu cũng nhiều khi rất khổ Thế không biết thì mình cứ nói không biết À đấy Được chưa? Nên càng ra lớp ấy Thầy cô nào các thứ mà càng quan tâm và càng hỏi em từ các cái chỗ nhỏ nhất ấy Thì em đừng có có, 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 có thái độ em đừng có có có, có, có lắm trò không nhiều khi ấy, cái người nào mà ấy, em để ý cái bạn em ấy nếu nào mà thích em ấy hoặc là cái đứa nào mà nó quan tâm mình ấy, thì nó sẽ thường nhắc em từ những cái chỗ nhỏ nhất, nó 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 thực hiện bằng không chỉ lời nói cả hành động luôn, Chẳng cần về những cái việc gì to tát, người ta sẽ quan tâm em từ những cái nhỏ nhất cũng giống như là bạn gái em hoặc là mẹ em ấy, Được chưa đó ăn chưa chưa ăn trời lạnh chưa mặc áo vào biết ngay, không phải là lời nói sáo rỗng đâu, nhiều khi em cứ coi thường đấy, cứ coi thường, cứ nghĩ là à ừ, ta đây biết hết rồi hoặc là ta đây không cần phải nhắc vân vân, không đâu, đến lúc làm bắt đầu sai hết sai từ cái chỗ nhỏ nhất, xong làm xong sai rồi lại bảo, ui rồi chỗ này chỉ là uh, ấy thôi, chỗ này chỉ gọi là uh, vân vân thôi, cái ý mới chết, được chưa? Nhầm một hai lần không sao, cứ nhầm nhiều là, là 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 thực ra là mình đúng là người không cẩn thận đấy, coi chừng. nên chỗ này thầy dặn luôn các em đấy, ở lớp ấy, bạn bè nào mà, hoặc thầy cô nào mà người ta giúp đỡ cho mình, mà người ta cẩn thận bất thứ ấy, phải biết đường mà trân trọng, được chưa? Tại vì về sau những không có những người nhắc nhở nữa đâu, tự nhiên ta sẽ thấy thiếu đó và tự nhiên ta sẽ sai hết được chưa? thật chưa? cái này thầy nói thật ít người mà 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 giỏi được nghe mà không có ai các thứ mà nhắc nhở quan tâm giúp đỡ khó lắm nhớ là như thế đó nên càng các cái chỗ dễ này ra lớp mà. càng phải khảo sát chứ không phải là à chỗ này à chắc em biết hết rồi cái chỗ đó là cái nguy hiểm nhất à chỗ này biết hết rồi à chỗ này tôi dạy rồi <laughs> dạy rồi vẫn ngu <laughs> khổ thế đấy dạy đi dạy lại rồi nhiều khi vẫn nhầm khổ lắm đi dạy vẫn vất vả luôn được chưa nhiều khi muốn làm tắt làm nhanh đi một tí để cho đỡ tốn thời gian thì làm tắt nhanh thì lại sai mà khổ vất vả nhắc lại từng tí một thì đúng là chỉ có mệt mình thôi thương người thì mệt mình nữa khổ đúng khổ Nên ít người các thứ mà quan tâm giúp đỡ được xung quanh lắm ít không có mấy ai để mà giúp đỡ mình chỗ này đâu đó à, theo kiến thức cơ bản của lớp 1 cháu tôi nó biết chỗ này nhá được chưa thì à, chúng ta biết thừa là một lít bây giờ em em thử đổi cho thầy sang mét khối nhé thì một lít một lít chính là một dm mũ 3 à đó một lít chính là một dm mũ 3 một dm si khối đó mà một mét khối thì lại bằng một nghìn dm si khối nên chắc chắn rồi nó phải bằng 1 nghìn lít Câu chuyện nghe có vẻ đơn giản thế thôi Hỏi nhiều đứa Chả biết gì <laughs> Chả biết gì <laughs> Rồi Vậy chỗ này Nếu mà đổi sang uh, Ấy Thì xin phép các em là chúng tôi sẽ đổi sang cái 3 mét khối luôn Đó để làm bài toán cho được nhanh Chứ đừng có lôi 3 nghìn các thứ vào đây Trong quá trình tính toán ấy, Làm sao đưa được về các con số càng nhỏ càng tốt Chứ to Kinh khủng lắm Tính máy lại chập mạch ấy, Chả hiểu gì đâu Thế nên là cho cái con số nó bé thôi Thì nó sẽ dễ làm hơn cũng giống như trong các cái bài toán lãi suất rồi kinh tế các thứ ấy Em thấy người ta cứ đưa ra cho em 500 triệu rồi 1 tỷ Xong rồi em lại lôi cả 9 số 0 vào đấy bấm rồi máy lại đơ luôn ấy. Chúng ta thống nhất đổi về là sao cho nó nhỏ nhất có thể Được chưa ạ? Nhỏ nhất có thể Thì nó sẽ dễ hơn nhiều À nhớ như thế Như vậy đến đây tôi áp dụng công thức Diện tích toàn phần Bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy. Và lúc nãy thầy vừa nói rất rõ, chúng ta lấy chu vi đáy nhân chiều cao có nghĩa là rồng cộng dài nhân đôi rồi nhân với h là đi về luôn. Như vậy, hai lần của rồng cộng dại chưa? đó rồi nhân với h rồi cộng với hai đáy là hai lần của 2x bình. Lên uh, 3 3 x 2 là 6 6xh 6x nhân với 3 trên 2x bình Cộng với 4x bình là sao Hay có nghĩa rằng là 9 trên x Cộng 4x bình Rồi ok Bạn nào ra được kết quả này Thì các con thấy là hoàn toàn chính xác Đó Tôi nhắc lại Thường rất hay sai ở các cái chỗ lặt vặt Chỗ đơn giản này thôi Một là hay sai ở cái đơn vị này Hai là tính ở cái chỗ này này Phải để ý xem là một đấy hay đấy Do bài này có lắp có nắp là nó khác không nắp rồi à đấy nghe kỹ chỗ này ừ. Có các cái khác thì như bài cũ không có gì thay đổi rồi đến đây một là đạo hàm hai là dùng cosi đạo hàm các anh chị tự đạo được chưa đạo hàm thầy vừa nói xong rồi tôi quyết định dùng cosi để khắc sâu kiến thức vừa học chúng tôi quyết định tách đôi 9 trên x ra thành 9 phần 2 như vậy chúng tôi sẽ có 9 trên 2x cộng 9 trên 2x cộng 4x bình. Đến đây áp dụng cô cho ba số thì sẽ rất nhanh, đúng 5 giây. Đó, ba lần căn bậc 3 của 9 trên 2x nhân với 9 trên 2x. Rồi, sáng rõ chưa ạ? Sáng rõ một 1 như ban ngày luôn. Đó, đây, nhân với 4 trên x bình. Thì ngay lập tức 4x bình sẽ xiên chết hai thằng 2x này luôn. Đó, ngay lập tức hai bọn này sẽ chết ngay lập tức. Như vậy sẽ chỉ còn 9981 Được chưa ạ? 9981 Em lấy máy tính bấm 3 lần các 3 của 981 là ra xong Thế là xong Em thấy đơn giản chưa? Bao nhiêu ạ? À? Lấy máy tính bấm hộ thầy xem cái cả cái chỗ này là bao nhiêu hộ thầy vậy? Bao nhiêu? Lấy máy bấm chỗ này sẽ cháu tội bấm được à? <laughs> Làm cái này đơn giản ra luôn 5 giây xong Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Nhanh nào, nhanh nào, cố gắng lên nào đây là cô si nhá, được cô Thầy dặn thế nào cứ thế làm theo, được chưa? Bao nhiêu nhỉ? 12,98. 13 được không nhỉ? Không, bài này nó có nói làm tròn không? Mình có được lấy lên 13 không? Không. Được chưa? 12,98 giữ nguyên hiện trường. Nghe kỹ đề, đề không có cái không có cái câu nào làm tròn cả. Đề không phải làm tròn cấm làm tròn. Được chưa? Đề không có nói làm tròn mà cứ làm tròn là lại thành mắc lừa đề đấy, được chưa? Sau đó nhân thẳng với 500k, nhân thẳng với 500k sẽ ra đáp án gì ạ? À? A, à, Cả lớp xem phải A chưa? 12,98 x 500k thì sẽ ra là đây. 6490123 Cả lớp bấm hộ thầy xem ra chuẩn chưa? A, à, chính xác rồi, A. À. Kết thúc bài này thành công. Được chưa ạ? Đó. Thầy đã giúp chúng ta làm ngắn nhất có thể rồi. Đây vẽ phác minh họa ra này, xong uh, tìm các đại lượng, sau đó uh, tính toán nhanh gọn thiết lập ra cái hàm cần tìm và cố gắng tìm ra cái cách nào để làm nhanh nhất để tìm cái max min của nó. đó. Còn trong quá trình làm gọi rằng thì là mà à ư ừ, lay lọ không cần, em có thể về nhà thể hiện cũng được, cái không quan trọng. đó. những cái gì quan trọng nhất thì thầy đã thể hiện trên này rồi. đó. đấy. theo thầy thì như thế này là rất phù hợp, đúng bản chất mà lại nhanh. đó, rất là nhanh đi qua câu này được rồi nhá, rồi ok. A à đấy còn ai nữa, sai đâu nữa. giờ chúng ta có thể ngắm lại lần nữa nếu thích, chuẩn nó cũng thế. Đây. sang bài 9 ac bằng xm. đoạn ac được uốn cong thành một hình vuông có chu vi bằng ac, còn đoạn cb được uốn thành một tam giác đều có chu vi bằng cb. khi tổng diện tích của hai hình này là nhỏ nhất thì mệnh đề nào dưới đây là đúng? rồi câu hỏi cũng rất quen thuộc. Đây là bài Ở đây, chúng ta thấy uh, họ hay cho mình một thanh sắt hoặc là một sợi dây hoặc là một cái dở đời gì đó nói chung là có chiều dài cho trước rồi. Và họ sẽ cắt tại một cái vị trí nào đó sau đó uốn thành hai hình khác nhau. Làm sao đảm bảo để cho tổng diện tích hai hình này là nhỏ nhất? Bây giờ cần Cắt cái sợi dây này ở chỗ nào Đó, cắt sợi dây ở chỗ nào Nào, ở đây họ đã định hướng gợi ý cho em rồi AC họ đặt là X Thì em sẽ tự tính được C gì? CB Chúng ta sẽ có ngay 100 Trừ X Được chưa? Đó Thầy ghi ra đây nhé Cái này là X này Thì cái BC này là 100 trừ X Vậy nên, điều kiện sẽ là x dương nhỏ hơn 100. Thực ra em thêm bằng vào cũng được cho nó chắc. Thực ra cắt bằng cũng chả sao. Rồi ok. Thực ra bằng thì nó chả có ý nghĩa gì. Nhưng thôi cứ thêm bằng vào cho đo đoạn cho dễ làm nhé. Rồi ok. Bây giờ, cả lớp giúp thầy là bây giờ muốn thiết lập ra tổng diện tích của hình vuông và uh, tam giác thì em phải tính ra cạnh hình vuông đã. Em phải tính ra cạnh hình vuông và cạnh của tam giác đều đã. Giờ phải tính đúng không? Phải tính ra cạnh xong thì mình chỉ cần áp dụng diện tích là mình ra thế thì uh, như vậy là mình biết chu vi rồi cái đoạn này đây cái tổng chu vi này chu vi chính là chiều dài như vậy giờ mình lấy chiều dài chia chia 4 hình vuông thì là cạnh nhân 4 mà ừ. thế nên mình sẽ tính được cạnh hình vuông cạnh hình vuông mình lấy chu vi chia bốn chỗ này thì đơn giản đúng không ạ chỗ này thì các em lại hiểu được ngay và em tính được cạnh của tam giác đều cạnh của tam giác đều lúc này em sẽ có À, cạnh thì phải chia 3. Chắc chắn rồi. Ok. Tam giác đều mà. Chia 3. Từ đây em tính hộ thầy diện tích hình vuông. Diện tích hình vuông chắc chắn sẽ là cạnh bình phương rồi, có nghĩa là bằng x bình trên 16. Còn diện tích tam giác đều là bây giờ tôi lại hỏi lại một tí nào. Hình vuông tôi tính ra rồi, thế giờ diện tích tam giác đều bằng bao nhiêu xin mời tôi hỏi lại một tí thôi thực ra thì tôi cũng biết thừa hết rồi nhưng mà tôi hỏi lại xem có nhớ không nào xem nào đâu rồi Bé hết đi đâu rồi đâu tam giác đều đâu cả lũ đâu rồi cả lớp đâu rồi đâu rồi kem thân mến là đâu diện tích tam giác đều ta còn nhớ chứ Alo, chúng ta có nghe thấy thầy nói gì không ạ? Đó, các đứa suy nghĩ một chút nào, xem còn nghe thấy gì không. Lúc này, tổng diện tích sẽ bằng x bình trên 16 cộng với cái này bình phương, cái này mình có thể mở căn ra nhỉ. Thế bây giờ mình có là x trừ đi 100 tất cả bình Chỗ này là nhân với căn 3 Trên cho Em nhìn này 9 này 9, 4, 3, 6 đúng không? Ừ 3, 6 Đây thầy mở ra hộ em thế này cho nó dễ nhé Công việc của em là chúng ta phải tìm min Rồi Bây giờ cả lớp hộ thầy xem min Cái này làm thế nào nhỉ? Cái đạo hàm nhé <laughs> Cái đạo hàm luôn ra luôn Trong bài này thì tôi lại đạo hàm luôn bài nào mà thuận lợi theo kiểu là nhẩm các thứ hoặc là cô si Thì lại khác bài này tôi lại đạo hàm luôn có khi nhanh hơn đấy bài này đạo hàm luôn bài này nó chỉ có hỏi x thôi mà. bài này nó hỏi x luôn bằng mấy thì chúng ta chỉ cần đạo hàm luôn cho bằng không thì nó lại nhanh nhất đấy nha đạo hàm luôn à. bài này chỉ cần tìm ra x là xong mà nó đi về luôn đúng không May quá nó chỉ hỏi x thôi thầy dặn rồi cái này là biểu thức bậc hai biểu thức bậc hai đây biểu thức bậc hai với hệ số a dương con nhìn này x bình này đây dương nhá căn ba x bình tí nữa cũng dương nhá như vậy chắc chắn là nó là dạng này à đúng không thế chắc chắn là nó phải có min ở đây rồi thấy chắc chắn luôn x x là ở đây này Đó. nó phải có min là chắc chắn rồi Được rồi, cứ lớp bấm đi. Thầy không biết nữa <laughs> okay. ừ, trời. Tại mạng chứ phải tại thầy đâu Thầy có biết gì đâu 43.5 hả Rồi cảm ơn cả lớp 4, 3, à, Tạm thời chúng ta hôm nay sẽ dừng bài này ở đây cả lớp nhá Đó Phần này nếu là so còn thời gian nữa Thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta Hôm nay tạm thời sương uh, uh, sương là dừng ở chỗ này được rồi Đó để cho bài này nó đỡ dài Và đỡ nhiều kiến thức Thực ra phần bài toán thực tế này á Nó cũng uh, Tuy là khó đấy ạ. Đó, nhưng mà những cái dạng này thì là những cái dạng thầy nghĩ là quen thuộc và cũng đã có cái phương pháp hướng dẫn cũng như là các kỹ năng ở đây thầy uh, hướng dẫn chi tiết cho chúng ta rồi. Thầy nghĩ là với cái cái cái, cái uh, chỗ 7.com. Nếu như còn những khó khăn cần giải đáp thắc mắc chúng ta nhớ liên hệ với tuyển sinh và liên hệ với thầy các em nhé. Đó. Chúc cả lớp có một ngày mới và một tuần học thật vui vẻ và ngập tràn uh, những uh, uh, năng lượng tích cực cập tràn những niềm vui và hạnh phúc xin chào cả lớp